Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình 12 con giáp chào xuân Quý Mão 2023. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về thái tuế của Mão, bởi vì năm nay là một cái năm tuổi của Mão rất là đặc biệt. Vậy thì theo như mọi người nhân gian nói thì thái tuế sẽ là một cái năm kinh thiên động địa với lão nhân chủ. Thì có đúng là như vậy hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Xin chào Master Hồng Kỳ ạ. Xin chào Rich Nguyễn, xin chào khán giả xem chương trình ngày hôm nay. Thực ra ngày tới tôi năm Mão, tuổi Mão, tháng Mão, năm ngày năm Mão luôn. Ngày chuyện Mão chúng ta hơi lo lắng chút xíu. Bởi vì đó, năm tuổi nhá, thiên kỵ rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Thực ra Mão tượng trưng cho mỗi năm thì có một thái tuế, ví dụ năm Sửu là thái tuế Âu Sửu, năm Tý là thái tuế Âu Tý. Tý có nghĩa là một tinh, có nghĩa là sau đó đang chịu trách nhiệm ảnh hưởng tất cả những nguồn năng lượng. Mà thái tuế chính là vua, năng lượng vua. Thì chúng ta hay nói là đừng bao giờ đừng lên đầu thái tuế, có nghĩa là đừng bao giờ chạm đến điều đó. Mà thật ra thái tuế không có gì mà chúng ta phải quá lo lắng đi, bởi vì thái tuế chính là nguồn năng lượng. Nếu như chúng ta suy nghĩ tích cực, chúng ta làm những điều tốt đẹp thì thái tuế sẽ tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta làm những điều xấu xa, chúng ta lừa thầy phản bạn, chúng ta vô ơn, thì thái tuế sẽ đến người ấy những điều tiêu cực, những điều không được tốt ở người đó. Còn nếu như chúng ta làm những điều tốt, chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta hỗ trợ nhau, thì thái tuế sẽ đến với bạn cách rất bình an. Chúng ta cảm thấy là tràn đầy năng lượng, một năm tích cực và may mắn, mình không phải lo hết. Năm khác có thể chúng ta làm sai, chúng ta có thể sửa, còn năm nay chúng ta sai cũng khó sửa. Cái điều này là quý vị phải lưu ý nha. Tại vì cái năm mà phạm thái tuế là chúng ta sẽ phải luôn cố gắng làm những việc mình cảm thấy là nó tốt đẹp nhất, và tránh những cái việc mình làm mình cảm thấy nó không tốt, để là nó sẽ rất là khó để mà mình sửa. Vậy thì với những cái người mà tuổi Mão mà phạm thái tuế như vậy, trong công việc của họ thì sẽ có những cái khó khăn hay thuận lợi như thế nào không ạ? Trong 12 tháng này thì người tuổi Mão nên lưu ý chẳng hạn như là tháng Dậu. Bởi vì nó xung, Mão Dậu xung nhau, và chúng ta nên nhẹ nhàng như tháng đó. Rồi ví dụ chúng ta lưu ý tới tháng Tý, bởi vì là hình vô lệ, Mão Tý là vô lệ. Nên do đó là sao chúng ta bị đau khổ, bởi vì những người chúng ta giúp đỡ, chúng ta hỗ trợ họ, nhưng mà họ câu chuyện nó không là cái gì hết. Họ trả lời lại chúng ta, họ làm chúng ta bị đau khổ, buồn vì những việc đó, đó là tháng Tý. Rồi chúng ta phải chú ý một xíu nữa, chính là tháng Thìn. Tháng Thìn thì gọi là hại, đó là khoảng chừng tháng 3 âm lịch. Tức là chúng ta sẽ bị những cái chuyện mà không đâu đâu đó, tới chúng ta nghe, chúng ta cảm giác rằng chúng ta đang bị người ta nói xấu, bị người ta làm những điều tiêu cực. Và quan trọng là chúng ta có biết bước qua điều đó hay không. Chúng ta cứ bị dư luận, họ bị chứng đám đông, họ cứ bu qua một đám nói xấu chúng ta, rồi nói điều này điều nọ, và chúng ta tiêu cực, chúng ta tự nguyện lệnh. Bây giờ quên được chuyện đó nha. Rồi một tháng nữa là Ngọ, tháng Ngọ nó cũng có tiêu cực trong đó, gọi là phá. Thì tháng đó là gì? Thì những cái chuyện chúng ta giống như là mình có tham dự vô, người ta làm cho mình không hay, đúng là phá bệnh, như là không sao cả, bởi vì chúng ta hãy bình an và chúng ta đón. Có nghĩa là tới thì chúng ta đón, chúng ta hãy làm cho mình của mình. Nhớ một điều, năm nay nếu như chúng ta làm điều đúng, giúp đỡ người khác, hỗ trợ người khác, yêu thương gia đình mình, yêu thương người xung quanh, thì thái tuế trở nên năng lượng tích cực. Dạ, vậy thì ngoài những cái tháng mà nó hơi có năng lượng thấp như vậy chút xíu ấy, thì có những cái tháng nào mà mình sẽ có những năng lượng tốt hơn không ạ? Ví dụ chẳng hạn như là tâm hợp tháng mùi, hợi mão mùi, tháng hợi tháng mùi. Tháng hợi là tháng 10 âm lịch, tháng mùi là tháng 6 âm lịch. Người ta nói là tam hội, tam hợp, có nghĩa là tháng đó sẽ tích cực. Chúng ta sẽ làm được những điều chúng ta không tưởng tượng được, bởi vì nhân lực xung quanh hỗ trợ ông ta. Rồi tháng Dần, tháng Dần cũng phù hợp đối với người tuổi Mão, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có những năng lượng vô hình, rồi chúng ta sẽ sáng suốt quyết định, chúng ta sẽ cố gắng hơn rất là nhiều. Tháng Dần thì là tháng gì? Đầu xuân. Dạ, đầu xuân vô là thấy là có mùa xuân rồi nha. Rồi ví dụ chúng ta muốn đi đâu thì là tháng Tỵ. Tháng Tỵ, ngày Tỵ, giờ Tỵ. Giờ Tỵ thì từ 9 giờ tới 11 giờ. Còn ngày Tỵ thì cứ xem cái lịch thì nó sẽ nói giờ Tỵ, ngày Tỵ là ngày nào. Còn tháng Tỵ là tháng Tư âm lịch thì nó sẽ đem tới những điều cho chúng ta. Tức là chúng ta xin visa nè, ví dụ xin visa Mỹ chẳng hạn,
thì người tuổi Mão xin bổng, xin bổng các bạn xin duyệt ví dụ vậy, yeah. À, xin cấp học bổng vân vân cho các em nhỏ tuổi Mão thì nó sẽ nói với mình, yeah. Dịch mã là một người xuôi gió trong việc kia đứng. Không, đó chính là công việc của anh quý Mão và chị. Còn về tình duyên thì sao ạ? Nói về tình cảm thì người Mão thì họ đào hoa tí. Đào hoa tí rất là đặc biệt là chúng sẽ cảm xúc rất là nhiều vào tháng 11 âm lịch. Có nghĩa là tình duyên ấm áp sẽ tới với họ nên lúc đó họ phải mở một tấm lòng gạt ra. Tuy rằng là ở tí thì họ bị gần sang tí với Mão và hình vô lễ, nên họ đừng có nghe những người khác nói gì trong chuyện tình cảm của họ, họ cứ đón nhận, bởi vì lúc đó họ chọn được sự chính xác, nên là không gì phải lo lắng. Đồng hợp với người tuổi Mão thì tới cái giai đoạn này cũng sẽ cảm thấy rằng là tình cảm của họ rất là đặc biệt, họ sẽ có những mối lương duyên trong cái tháng 11 âm lịch đó. Và một điều đặc biệt hơn nữa thì tình cảm họ rất là đặc biệt, đó là họ không giờ thố lộ ra, giấu kín trong trái tim của mình đồng một tí. Nãy giờ mọi người cũng đã nghe rất nhiều thông tin từ thầy Master Hồng Kỳ và chắc chắn quý vị cũng đừng lo lắng gì cả, đặc biệt những người tuổi Mão, bởi vì bất kỳ một năm nào hay bất kỳ một ngày tháng nào cũng vậy, khi chúng ta thực hiện và làm một điều gì đó bằng những sự tốt đẹp, sự mong muốn từ bên trong chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp tương tự như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một giá trị rất đặc biệt của số tiếp theo.